Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại chia sẻ một cái bài nói về tìm cái hướng tốt trong cái La Kinh của Trung Quốc. Tức là trong cái La Kinh này, người ta sẽ cho ta 24 cái hướng tốt trong tổng cộng 72 hướng. Tức là 72 Long Xuyên Sơn. Tức là trong 72 hướng, mỗi một hướng 5 độ thì sẽ được 24 hướng. Rất tốt. Người ta gọi là cái huyệt châu báu đấy, tức là nó rất tốt cho cái việc đặt hướng nhà và đặt hướng mộ. Tức là khi ta đã áp dụng vào bát trạch mà nó hợp hướng ở Đông Tây Nam Bắc gì đó rồi thì ta sẽ đi đến cái bài này để tìm gọi là huyệt châu báu, tức là tìm một trong 24 cái hướng tốt đấy mà nó nằm lang thang ở bốn phương tám hướng, nó phân bố tương đối đồng đều. Mà cái bài này người ta chỉ cho ta ở trên cái La Kinh của Trung Quốc này. Trên thực tế thì cái La Kinh này có những cái người ta đã dịch ra tiếng Việt rồi thì ta xem nó rất dễ. Nhưng mà trong cuốn sách này người ta in cái mặt La Kinh của Trung Quốc. Cái mặt này do Cao Trung dịch. Và người ta giới thiệu ở đây nó hai cái vòng cơ bản. Một cái vòng trong là cái vòng nói về 24 sơn hướng. Cái vòng trong người ta nói về 24 sơn hướng và người ta đã nhắc cho ta là tránh một số các cái sơn xấu, tức là nó có 12 sơn xấu đó. Tức là nó gồm tứ duy và bát can đấy. Nhưng khi người ta nhắc đến cái việc là chọn hướng tốt thì ở trong cái vòng ngoài á, cái vòng mà 72 Long Xuyên Sơn này nó có 12 cái long, nó gọi là cô hư, nó là xấu, nó trắng trắng này, nó không có chữ này thì cái này ta vứt ra rồi. Thế nó còn lại 20, nó còn lại 10 12 cái khu vực này, 12 cái khu vực này. Mỗi một khu vực nó năm long này, thì năm cái trong năm cái long này thì nó gồm ví dụ như ở đây cái nhóm này nó là tý này, tý ở đây nó có năm thằng tý. Trong năm thằng tý này thì nó từ nhâm tý rồi canh canh tý rồi mậu tý rồi bính tý rồi giáp tý. Thế thì trong cái đất nhà Tý có năm ông Tý này thì sẽ có hai ông Tý rất tốt nằm ở trong đây. Thì xét một cách toàn diện thì người ta chỉ cho ta cái cách tìm nó như thế nào. Tìm thì sẽ tìm ở thiên can thuộc hỏa và thiên can thuộc kim. Đấy, thế thì là bính đinh thì nó sẽ thuộc hỏa và canh tân thì nó sẽ thuộc kim. Thế ở tìm ở trong đất nhà Tý này nó sẽ có bính và có canh. Thì trong đây ta cứ tìm thằng bính và thằng canh ở cái đất nhà Tý này này. Năm thằng này sẽ có một thằng là bính, một thằng là canh. Đấy. Thì cứ mỗi một nhóm năm thằng này thì được hai thằng rất tốt. Nó làm nằm lẫn lộn ở trong đây. Tức là cứ một nhóm năm thằng sẽ được hai thằng tốt. Thì nó có 12 nhóm thì được 24 thằng rất tốt, người ta gọi là cái huyệt châu báu.
đặt vào đây thì nó rất là vượng sơn, vượng vượng hướng. Khi mà ta tìm được hướng rồi thì ắt sơn nó cũng vượng đấy, bởi vì nó đối xứng với nhau. Ta cứ tìm được cái thằng hướng thì thằng sơn nó cũng là cái thằng tốt đấy. Ví dụ như trong thằng Tý này này thì nó có nhâm Tý này đấy, rồi canh Tý này, mậu Tý này, bính Tý này, giáp Tý này đấy. Thế thì bính với canh thì ta tìm ở trong đây có bính đấy, xong rồi cách cách mậu thì lại sang canh đấy, thì ta sẽ được hai thằng tốt ở đây. Thế sang cái địa chi nhà Sửu này này thì ta lại phải tìm đinh tân đấy. Thì trong đây nó sẽ là có đinh tân nó nằm trong đây đấy, đinh nó nằm đây đấy, thì tân nó sẽ nằm đây đấy. Nó đinh này rồi đến kỷ này đấy, rồi đến tân này đấy. Thế thì thằng đinh nó nằm đây, cách thằng kỷ này, rồi đến thằng tân đấy, thì đó người ta gọi là huyệt châu báu, là một cái hướng rất tốt. Thì nhìn chung á, cứ một nhóm thằng năm thằng này sẽ tìm được hai thằng tốt. Mà trong cái địa chi dương ấy thì sẽ tìm bính canh đấy, còn ở trong địa chi âm ấy ta sẽ tìm đinh tân. Cứ lần lượt tuần tự như nhất, cứ thế nó vòng vòng hết 12 cái nhóm địa chi này, ta sẽ tìm được 24 thằng rất tốt nó nằm lẫn lộn ở trong đây. Đây là cái đồ hình cái La Kinh của Trung Quốc, nhưng mà nó cũng chỉ là 60 hoa giáp Tý thôi đấy, tức là nó là 72 long xuyên sơn đây, 12 ô trắng đây là mất 12 ô rồi, còn 60 cái ô có chữ này nó là 60 hoa giáp Tý đấy. Thế thì nó cứ hết năm thằng nhà Tý này, xong lại đến năm thằng nhà Sửu này, xong lại đến năm thằng nhà Dần. Xong rồi đến năm thằng Mão. Nó cứ lần lượt hết năm thằng Tý, xong đến năm thằng Sửu, rồi Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Thì ta tìm trong 12 cái nhóm đấy lấy 24 thằng tốt để ta dùng, để cho nó phù hợp với cái hướng nhà của chúng ta. Tức là bất cứ ở phương nào, hướng nào, nó cũng đều trong một nhóm nó cứ có hai thằng tốt để cho chúng ta tìm. Nhưng mà khi chúng ta tìm được hướng rồi thì sơn nó sẽ đối xứng, nó cũng là một thằng tốt. Đây là một cái bài mà nó là mặc định trong cái la bàn của Trung Quốc, mà khi la bàn của Việt Nam dịch ra thì có những loại người ta dịch ra nó cũng cũng sẽ như thế này, nhưng nó là tiếng Việt. Tôi chia sẻ cái bài này đây để cô chú anh chị và các bạn chúng ta tham khảo, để chúng ta tự lựa chọn cho gia đình chúng ta một cái hướng tốt để đặt mộ cho các cụ, hoặc là để làm nhà, mở 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 cửa theo các cái hướng tốt mà theo như sách xưa người ta đã dạy cho chúng ta một cái cách tìm, tức là 24 cái huyệt châu báu, tức là đại khái là cái hướng cái sơn đó là nó rất là tốt, rất là vượng, mà nó chỉ có ở cái thiên can
Bính Đinh và Canh Tân. Đấy. Bởi Bính Đinh và Canh Tân thì nó sẽ thuộc Hỏa và Kim. Tức là người ta nhắc cho chúng ta chỉ lấy ở thiên can thuộc Hỏa và thiên can thuộc Kim thì nó sẽ rất tốt. Thế tôi chia sẻ cái bài này lên đây để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Và đây là một cái bài nó rất giá trị, cái giá trị này nó là một cái giá trị vô giá để chúng ta tham khảo và chúng ta sử dụng nó. Cô chú anh chị xem video mà thấy hay và bổ ích cho tôi xin một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh. Ai có nhu cầu sử dụng cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986217320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.